chào mừng anh em đã quay trở lại với review áo khoác cao cấp chính hãng của lavastore nha à, trước mắt anh em là một con suzanne chính hãng cao cấp thuộc hàng siêu phẩm và những cái chiếc áo này là rất là đặc biệt à, limited nha anh em nó có cái giới hạn làm ra không dưới 100 chiếc chỉ có 100 chiếc thôi bán đi toàn thế giới cho nên nó rất là hiếm luôn anh em muốn mua thì nhanh tay nha anh em ok trước mắt anh em là một con tứ linh à, theo full trên cái nền vải lụa satin polyester à, một loại vải rất là óng ánh thay thế cho lụa tơ tằm à, rất là đẹp luôn theo con hổ full tất cả các chi tiết của con hổ luôn và bên đây là con phượng theo phun ở mặt trước luôn ha rồi mặt sau nó có hai con nữa tí nữa mình quay lưng mặt lưng rồi mình review sau à, con này thì cực kỳ độc đáo và hiếm có khó tìm khó mua nha anh em hãy nhanh tay inbox cho lavastore mà một điều rất là lớn mình đã bán 8 năm rồi à, uy tín trên khắp toàn việt nam với mấy chục kè khách hàng đã tin tưởng đã đến với lavastore tám năm qua nha ok mình sẽ review chi tiết cho anh em coi con này một con super yan, gọi là hàng à, siêu khủng luôn ok đây là mặt trước này lava Star với bộ nhận thương hiệu là logo như thế này nha anh em lava Star đây rồi mình xin review sắc uh, sắc xuống cho anh em coi karakuri thương hiệu rất là lớn đến từ nhật bản nha anh em <laughs> đây là con hổ nè rất là lớn luôn ở bên ngực theo bên ngực trẻ từ chỗ vai xuống ở dưới ngực luôn con hổ thì phun rất là lớn luôn đây đây là theo là cực kỳ chi tiết ừ. cái mình nó theo rất là full rất là chi tiết luôn tất cả mọi chi tiết luôn nha anh em rồi ra nó có những cái bông hoa điểm tô xung quanh nữa nè rồi bên đây là con phượng quay chi tiết cho anh em coi phun phủ theo phun tất cả các chi tiết luôn theo phun hình luôn rất là rực rỡ nha anh em từng chi tiết một đây là một siêu phẩm đại siêu phẩm luôn top những con su gian đẹp nhất top 10 con su gian đẹp nhất mà bên mình từng bán nha ok anh em mình sẽ quay mặt lưng cho anh em coi đây là mặt trước nha em đã tí mình lộn mặt lưng lại cho anh em coi live store của mình đã phân phối order và bán làm điều là chính hãng những chiếc áo Suka danh theo Fasty Jacket Racing Jacket đã được 8 năm rồi và nhất là áo Suka danh theo này thì là đã làm shop mình uh, nổi tiếng đến với uh, toàn những uh, giới trẻ Việt Nam những Ở thời 2015 2016, 2017, 2018 thì thời gian rất là hot luôn anh em sau này thì mình bán thêm vesti Racing này kia mình chạy quảng cáo thì rất là nhiều anh em cũng ủng hộ ha nhưng mà cái 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 đầu tiên cái nền móng đầu tiên á để là phải to đến với các anh em á là từ những chiếc áo jam theo này đó là anh em biết tới mình rất là nhiều luôn ok anh em đây là mặt lưng theo một con phượng hoàng rất là lớn luôn có nghĩa là full hết tất cả luôn ha cực đỉnh luôn anh em con này có thể là một cái đại sư phẩm theo mà khủng khiếp nhất từ hồi xưa giờ mình bán luôn tại vì cái tiết diện cái hình theo của nó quá quá là lớn luôn rất là lớn luôn đây một cái lưỡi liềm mặt trăng màu vàng nè. Điểm tô với những cái đó hoa đào rất là đẹp. Những cái đầu thêu rất là có thần luôn anh em. Quá đỉnh luôn. Con này mà mua về mặt tết hay là mặc những cái dịp mà cuối năm này thì hết bài ha. cái cẩm hoa quá đẹp luôn. Nó như là một cái tác phẩm nghệ thuật anh em. Nó không chỉ đơn thuần làm những cái áo thêu bình thường đâu. Nó là một tác phẩm nghệ thuật luôn. Ha. Đây là mặt lưng của siêu phẩm uh, Sukajan tứ lưng à, Cái nền nó là đặc biệt, cái nền nó là màu xanh mực nha nè Màu xanh mực uh, mà kết hợp với uh, cái nền uh, vải chất liệu là lụa satin nó rất là ống ánh luôn Nó mang lại cho một cái người mặc một cái cảm giác giác rất là thời thượng Và có một cái um, kiểu là giống như là uh, không Đó không phải là bóng bẫy đâu Mà kiểu nhìn nó, nó chất đó nè, nó chất chơi cái kiểu mà đường phố á kiểu mà um, mấy mấy người Yakuza hay là mấy cái người mà băng đảng của Nhật Bản hay là những cái người mà giống như dân nói chung là dân xã hội đó mà kiểu đường phố gangster đó đã mặc truyện con này rất đẹp luôn và con này thì không có giới hạn độ tuổi nha ai chơi cũng được những cái hình hòa á đông này thì ai ai cũng chơi và ai ai cũng thích hết anh em cứ yên tâm mà đặt ra ok đây là siêu phẩm tứ linh có một không hai luôn và rất là hiếm có anh em nào thích thì nhanh tay inbox cho shop nha À, hãy liên hệ với mình Phi chủ shop ở Zalo 0783490288 huỳnh ngọc ông Phi nha anh em Hoặc là à, fanpage này với 130.000 người like à, Thích từ 8 năm qua à, Với địa chỉ facebook là facebook.com.clavastore.glutin Hoặc là instagram.com.clavastore.glutin nha anh em Có thể liên hệ à, những cái à, hướng dẫn đó sẽ gặp được mình trực tiếp mình luôn Mình sẽ chat À, và mua bán giao dịch với anh em hoặc cũng như giới thiệu những không cần anh em phải mua anh em cứ hỏi thoải mái anh em có mua sao cũng được ha đừng có ngại khi đến với mình cứ hỏi thoải mái rồi từ từ sau này à, nó à, sau này có tiền mua cũng được hay sao đó không sao hết đừng bao giờ ngại nha tại vì mình biết là những cái này nó khó tìm kinh khủng lắm và để biết đến bên mình rồi là để, để hỏi và mua là nó một, một quá trình rất là lâu nữa N mà nó, 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 nó mất thời gian nữa cho nên là anh em cứ tự tin thoải mái hỏi rồi từ từ, từ mua cũng được những anh em học sinh sinh viên hay là những anh em người lớn có đi tiền đi đi làm có tiền rồi đó thì cứ mua mạnh dạng thoải mái còn những em học sinh sinh viên cứ anh bóc hỏi chừng nào có đủ tiền hãy mua ok mình là phi chủ shop lava đã 8 năm nay mình xin kính chào anh em hẹn gặp lại anh em vào video clip lần sau hẹn gặp lại